Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn dạy cái bài tập này. Đây, người ta gia công một loạt chụp và lỗ với kích thước cho như sau. Đây là kích thước của chụp nè các bạn, là 140. Sai lệch giới hạn trên của nó là cộng 0,052 và sai lệch giới hạn dưới của nó là cộng 0,025. Và cái loạt lỗ nè là kích thước của nó là 140, sai lệch giới hạn trên là cộng 0,04 và sai lệch giới hạn dưới là bằng 0. Biết rằng cái sai số gia công là sai số ngẫu nhiên và tuân theo cái quy luật phân bố chuẩn. Trung tâm phân bố trùng với trung tâm dung sai. Giờ người ta yêu cầu là xác định xác suất xuất hiện lắp ghép có độ hở nha các bạn. Lắp ghép có độ hở thì mình đi làm như sau. Đầu tiên, từ cái dữ liệu hai cái kích thước chụp và lỗ người ta cho, mình sẽ vẽ ra cái sơ đồ phân bố miền dung sai. Đây, đối với cái chụp này các bạn, là sai lệch giới hạn trên là 0,052 mm, tương ứng với nó là 52 µm. Đây, sai lệch giới hạn trên này. Sai lệch giới hạn dưới của nó là cộng 0,025 mm, tương ứng với nó là 25 µm. Đây, đó, vậy là khoảng từ đây tới đây là miền phân bố dung sai của cái trục đây, ITD nhỏ đây. Rồi, của cái lỗ các bạn thấy nè, cái miền dung sai, sai lệch giới hạn trên là 0,040, tương ứng với nó là 40 µm nè, đây. Và sai lệch giới hạn dưới 0 nè, đó là khoảng từ đây tới đây là miền phân bố dung sai của cái lỗ nè, ITD lớn nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua cái đường cong phân bố. Và đầu tiên mình xét cái kích thước trục cho cái trục trước nha. Bây giờ mình đi tìm cái sai lệch bình phương trung bình của trục, tức là đi tìm sigma d nhỏ đó. Sigma d nhỏ thì theo lý thuyết mình học là bằng ITD nhỏ chia cho 6, tức là bằng dung sai của cái trục đây chia cho 6. Dung sai trục là 52 trừ đi 25 nè các bạn, thấy không? Đây ESI nè, 52 trừ 25 là 27, 27/6 nha. 27 chia 6 nó tính ra là 4,5. Rồi, để dễ tôi nâng cái thằng này lên đây. Đó, nhưng thằng số 6 này lên đây. Vậy là 6 sigma sẽ bằng 27. Đây các bạn xem nè, cái miền phân bố dung sai nè, trùng với miền phân bố cái miền dung sai á. Đây các bạn xem nè, cái miền dung sai nó sẽ trùng với cái miền phân bố và bằng 6 sigma nè. Cho nên là từ đây tới đây á là 27 nè. 27 thì mỗi bên chia đôi nó ra là 13,5 nè các bạn ha. Bên đây trừ 3,5, bên đây 13,5 nè. Đó, cái số này đâu ra chính là 27 chia đôi nè. Rồi mình đi tính cái đường kính trung bình của cái trục là bằng d nhỏ min cộng d nhỏ max chia 2. Mà d nhỏ min là 140,025 cộng cho d nhỏ max là 140,052. Đó, chia đôi nó ra là 140,0385. Đó. Sau đó mình đi tính cái sai lệch bình phương trung bình của lỗ thì sigma d lớn này sẽ bằng ITD lớn chia 6. Mà ở đây dung sai của nó, cái lỗ là 40 nè, chia cho 6 là 40/6 nè, tướng với là 20/3. Bây giờ mình muốn tính 6 sigma thì mình chuyển qua đây. Thì 6 sigma nó sẽ bằng là 40. Đây các bạn, 6 sigma này, cái vùng dung sai của mình nè. Đó, bằng 6 sigma thì 6 sigma của mình là bằng 40, thì mỗi bên nó là 20 nè. Các bạn thấy chưa? Mỗi bên 20. Và cái kích thước trung bình của lỗ á sẽ bằng đường kính trung bình đường kính nhỏ nhất cộng đường kính lớn nhất chia đôi nè. Đường kính nhỏ nhất của lỗ là 140 nè các bạn thấy không? Và đường kính lớn nhất của nó là 140,04 nè. Chia đôi nó ra là 140,02. Đó, đây, đường kính trung bình nó 140,02. Còn nãy đường kính trung bình của cái trục của mình á là nằm ngay trung tâm phân bố nè, là 140,0385 nè. Thì mình nhìn vô đây ha, mình nhìn vô hai cái đường kính trung bình này nè, mình sẽ thấy là đường kính trung bình của cái thằng trục nè nó sẽ lớn hơn. Đây mình quay lui lại, đây đường kính trung bình của thằng trục nè nằm đây, nó lớn hơn đường kính trung bình của lỗ nè. Đó, cho nên đa phần trong cái lắp ghép này là lắp ghép có độ dôi nè các bạn nha. Tiếp theo mình sẽ đi tính cái sai lệch bình phương trung bình của tổng, tức là sigma x. Sigma x thì mình học lý thuyết nó sẽ bằng căn bậc 2 của sigma d nhỏ, tức là sigma của cái trục cộng cho sigma của cái lỗ bình phương nè, chia đôi lấy căn ra. Thì ở đây sigma của cái trục là 4,5 bình phương cộng cho sigma của cái lỗ là 20/3 bình phương.
này bấm máy tính ra nó ra là 8,04. 8,04 sigma bằng 8,04, mình đang cần tìm là 6 sigma. Vậy mình lấy con số 8 này là mình nhân 6 lần lên, nó ra là 48,26. Các bạn, 6 sigma x sẽ bằng 48,26. Lưu ý là cái trung tâm phân bố độ hở độ dôi ứng với cái giá trị độ hở hay độ dôi nhận được á, khi mà kích thước của lỗ và trục nó có xác suất lớn nhất. Thì ở đây mình xem nè, hồi nãy mình vừa mới nói nè, đây là đường kính trung bình của trục nè, nó lớn hơn đường kính trung bình của lỗ nè, cho nên là khi lắp vào thì thường là nó sẽ xác suất xuất hiện độ dôi nhiều hơn nha, độ dôi nhiều hơn. Đây cái hình này còn dễ nè, đây đường kính trung bình của trục nè, đường kính trung bình của lỗ nè, đó đường kính trung bình của trục nó lớn hơn, cho nên khi mà lắp ngẫu nhiên vô thì xác suất nó xuất hiện độ dôi là nhiều hơn. Tiếp theo mình sẽ đi tính cái độ dôi nè, sẽ bằng nè đường kính trung bình trừ đi cái đường kính lỗ ha, đường kính trung bình của trục trừ đi đường kính lỗ trung bình nè là bằng 140,038 nè, trừ đi 140,02 nè, nó ra là 0,0185, tương ứng với nó là 18,5 mm. Đó thì ta mới vẽ cái trục này ra, thì cái trục ít phẩy này nè các bạn là biểu thị cái giá trị độ hở và độ dôi. Và nếu như mình lấy cái giá trị độ dôi là âm á, thì cái n nè tại tâm này nè, tại tâm, tại trung tâm này nè, đó của trên cái trục ít phẩy á, nó bằng đúng giá trị n này là trừ 18,5 nè, đó chỗ này trừ 18,5. Vậy mình cái không nó nằm ở đây, không nó nằm về bên tay phải nè, đó cách cái trục này 18,5 nè, đây cái không đây, đó vậy là gì, cái phần từ không này nè trở về phía âm là bên tay trái này nè là xác suất xuất hiện độ dôi, còn cái từ cái phần số 0 này chuyển trở qua bên tay phải này đó, là xác suất xuất hiện độ hở. Mà trong cái bài toán này á, người ta kêu yêu cầu là gì, là đi xác định xác suất mà xuất hiện độ hở, tức là mình xác định cái giá trị dương này nè, từ 0 trở đi nè, và mình nhìn nè các bạn thấy nè, tại vị trí ít phẩy tại tâm này nè là trừ 18,5, vậy có phải là từ đây tới đây là không nè, chỗ này là không nè, đó chỗ này không. Và mình đi tính nè, hồi nãy mình tính cái thằng sigma x này nè, đó, sigma x của mình đây dê lùi lại nè, sigma x của mình là 8,04 nè, 8,04 thì cái vị trí này là trừ 3 sigma x, tức là lấy 8,04 mình nhân cho trừ 3 nó ra là trừ 24,13 nè. Rồi tại cái giá trị ngoài cùng này nè là 3 sigma x, 3 sigma x là mình lấy 3 mình nhân cho 8,04 nè, là nó ra là 24,13, giá trị này tại đây là 24,13, và tại giá trị này ở trên trục x nha các bạn là trừ 24,13. Vậy các bạn xem nè, cái đoạn từ đây tới đây á, về mặt độ lớn á, về mặt độ lớn là 24,13 nè, đơn vị nè, vị trí này ở đây hiện giờ là về mặt độ lớn là 18,5 nha, tại này là 15, ứng với trên trục x nha các bạn. Vậy vì tôi muốn giống cái giá trị này, tôi muốn tìm cái giá trị mà giống từ trên đây xuống, là tôi lấy 18,5 này nè, tôi cộng cho cái giá trị này, đó nó ra cái giá trị về mặt độ lớn nha là 42,63. 42,63 này là lấy 18,5 cộng cho 24,13 các bạn. Và ở đây là cái chiều trục này là trục âm, cho nên nó mang dấu âm nè ha. Ở đây không, bên trái là âm. Bây giờ đây giá trị này. Bây giờ mình tiếp theo mình thực hiện cái việc đổi biến. Thì từ biến x mình sẽ đổi biến qua thành biến z các bạn nha. Biến z thì z1 sẽ bằng x1 chia cho sigma x. Mà ở đây sigma x mình đã tính ra rồi nè, là 8,04. Và cái x1 ha, x1 là ở đây các bạn lưu ý nè, là ở đây người ta kêu là xác suất xuất hiện độ hở. Xác suất xuất hiện độ hở là cái phần từ 0 này trở lên nè, thì ứng với trên trục x nó là từ chỗ này nè đi qua nè, mà chỗ này á các bạn thấy không, không chỗ này là trừ 18,5, tức là đoạn từ đây tới đây là độ lớn á, về mặt độ lớn là 18,5, thì chỗ này tới đây, từ đây tới đây cũng là 18,5 nè, và ở đây không thì bên đây là dương nè, đó vậy là chỗ này là giá trị x1 nè các bạn. Bây giờ là 18,5 chia cho sigma x là 8,04, nó ra là 2,3. Ở chỗ này ứng với nó là cái giá trị z á, là 2,3 nè. Rồi chỗ này, chỗ này chính là nãy mình tính là 24,13 ha, tức là 3 sigma z á, 24,3 thì mình lấy 24,3 mình chia cho cái sigma x chứ, sigma x này là 8,04, nó tương ứng với nó là 3 nè, cái biên này là chính là 3 sigma, tức là giá trị Z2 này là đúng bằng 3 nè. Vậy là gì, mình sẽ đi tính cái xác suất xuất hiện nằm trong cái vùng này, tức là nằm trong cái vùng Z nó chạy từ
cộng 2,3 cho đến 3. Đây mình sẽ tiến hành tra cái bảng các bạn. Tra bảng Laplace nè. D2,3 nè là tương với nó là 0,4893. Và 3 là 0,49865. 49865 này mình có thể làm tròn là 0,5 nè. Nha, cái biên ngoài cùng là 0,5 nè. Đó. Thì ở đây mình sẽ lấy cái chỗ này 0,5 mình trừ cho vị trí chỗ này. Đó, mà vị trí chỗ này là thằng giá trị này nè, 0,4893. Lấy 0,5 trừ cho 0,4983. Nó sẽ ra là 0,0107. Đó, 0,0107. Thì nó sẽ tương ứng là 1,07%. Tức là xác suất mà để xuất hiện độ hở này các bạn nha, độ hở là 1,07% thôi, đó, rất là ít. Tại vì cái lắp ghép này ha, các bạn quay lại từ đầu nè, cái lắp ghép này nè. Đó, nó chủ yếu các bạn thấy không? Cái đường kính trung bình đây của trục đây, đường kính trung bình lỗ đây thì hầu như là nó lắp ghép có độ dôi là chủ yếu ha. Còn độ hở thì nó sẽ ít hơn. Nó chỉ có 1,07% thôi. Đó, bây giờ mình đi tính cụ thể cái giá trị luôn nè các bạn. Bây giờ người ta hỏi là cái giá trị độ hở lớn nhất và độ dôi lớn nhất là bao nhiêu. Thì độ hở lớn nhất là nằm vị trí này nè. Đó. Thì mình sẽ lấy là Smax sẽ bằng là X2. X2 là vị trí này nè. Đó, mình cộng cho giá trị độ tại vị trí này. Vậy là 24,13. Mình cộng cho trừ 18,5. Nó ra cái giá trị này là 5,63. Hay hoặc là mình nhìn trên cái sơ đồ này mình tính cũng được nè. Ở đây 0 ứng với 18,5. Ở đây chỗ này 3 sigma x tức là x2 đó ứng với nó là 24,13. Mình lấy giá trị này trừ giá trị này nó ra cái độ dài này nè. Đó, mà chỗ này nó ra độ dài đoạn này thì ở đây 0 thì độ dài bao nhiêu thì mình cộng lên đây. Lấy 24,13 mình trừ cho 18,5 thì nó sẽ ra là 5,63. Đó. Bây giờ mình tính cái độ dôi lớn nhất, độ dôi lớn nhất là ứng với cái vị trí này nè các bạn. Nha, ứng với vị trí này. Mà ứng với vị trí này á là mình lấy x1 nha, vị trí này chính là x1. Mình cộng cho ra cái giá trị này. Đó. Tại vì á đối với cái thằng này á là mình tính ở trên trục x phẩy nha các bạn. Mình đang tính trên trục x phẩy nha các bạn, lưu ý nha. Là đây là 0 nè. Đó. Thì mình phải cộng thêm cái lượng này nữa. Lấy giá trị này nè, cộng thêm cái lượng này nè. Mà cái lượng từ đây tới đây á là 18,5 nè. Đó. Ở đây nếu mà mình xét về mặt chỉ tuyệt đối á, về mặt độ lớn không á, mình nhìn rất là dễ nè. Mình lấy giá trị này 24,13 cộng cho 18,5 thì nó ra giá trị từ 0 này tới đây. Đó. Mà từ 0 này tới đây á, về mặt phía bên trái này nè là giá trị âm nè. Mình thêm dấu trừ vào. Đó. Còn không mình nếu mình muốn tính theo công thức á thì nó sẽ bằng là giá trị tại x1 nè cộng cho cái giá trị tại gốc nè, tại gốc mà nó trùng nè, trùng với cái trung tâm phân bố này nè. Đó. Cái gốc cái vị trí trên trục x phẩy trùng với cái gốc của trung tâm phân bố trên trục x. Đó chính là trừ 18,5 nè. Lấy hai này cộng lại với nhau, một cái là trừ 24,13, một cái là trừ 18,5, nó ra là trừ 42,63 nè. Đây tại vị trí này nè. Đó. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn thực hiện tính toán xong cái bài tập này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn nhớ đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.